Xin chào cô dì chú bác anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hai vị. Thì tiếp tục thì ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà nó liên quan đến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và thậm chí là mẹ con bà Sáu cũng đã gửi những lá đơn kiện ha cả nhà ha. Thì quý vị cũng biết trong mấy ngày hôm nay thì hầu như em nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi và tin nhắn của quý khán thính giả liên quan một cái thông tin mà ở trên cái kênh YouTube mà bảo vệ cho mẹ con bà Sáu thường hay lên livestream để bịt mặt đó. Thì cái hắn ta nói rằng là con gái của chú Năm sắp thua rồi, và sắp tới đây là những người mà gọi như là hỗ trợ làm giấy tờ rồi cho con gái của chú Năm sẽ phải vướng vào vòng mà lao lý, nhà sẽ phải trả lại vân vân. Thì cụ thể là khán giả đã liên hệ và chia sẻ với trai đồng bằng những cái lo lắng của mình. Thì bây giờ mở cho mọi người nghe là cái chị này, chị đã chia sẻ những cái lo lắng của chị và cái thông tin đó là như thế nào. Thì trai đồng bằng sẽ chia sẻ trong cái video này. Và tiếp tục là anh Tính, anh Lê Tính cũng có một cái bài viết khá là hay để gửi tặng cho là con gái của bà Sáu, liên quan đến cái vụ việc mà con gái bà Sáu lên cười nhếch mép á. Rồi mời quý vị nghe cái chị này chỉ chia sẻ nha. Là đi xin làm dẫn Hồng Loan đi làm là nửa hai đứa thầy bị tội ở tù vậy đó. Nói đi rồi bởi vậy mẹ con ở đâu có sợ đâu, cần thú quý ông nói gì nè, ông nói để coi coi nè, chuẩn bị coi sau này coi ai được hưởng cái nhà đó là biết không chừng nha. Cái chuyện này giống của bà Nguyễn Phương Hằng vậy đó. Ở tù cả đám hết trơn, bắt cái tù cả đám chân nè, ông hộ ủng hộ, ông nói nè con dơ con vớt ở đâu á, ta lụm về ta nuôi đã, rồi bây giờ đi đuổi dòng họ của người ta, da máu huyết của máu mủ của ta ra khỏi nhà, mà giờ đi dòng bây giờ tùm lum hết trơn, bây giờ ủng hộ nói là luật sư lịch dừng cho luật sư cái gì còn mấy thằng du kích cũng vậy á, theo á bao bọc ủng hộ nó đi, rồi mơ mốt này nè, rồi bệnh con Sáu thì lấy được cái nhà rồi á, nhục cả đám á. Ông nói gì mà ông nói tăng bịt mặt không, mà ông không có lấy khẩu trang ra, mà ông nói là ông đưa mấy người lớn lên không, mà nghe mấy người chánh án quận cuốn nhận đồ gì tòa án đồ dưới gì gì công an đổng đưa mấy cái hình của người đó lên không, mà dũng đưa hình Hồng Loan lên, dũng đưa hình Ly lên, dũng đưa cái hình này của luật sư lên, ông nói này được chừng cái luật sư cái gì, ông nói mà mình nghe mình hồi hộp cái rơi luôn, không biết làm sao. Đó thì nói chung là cái tai YouTube này thì em cũng có nghe sơ sơ thôi chứ cũng chưa có gặp mặt, chưa có biết mặt là cái tai này, nhưng mà nghe không biết cái tai này là ở đâu, ở cái xứ sở nào thì mình cũng không rành, nhưng mà bà con cứ yên tâm, tại vì không phải riêng là cái chị này đâu, mà hiện tại bây giờ cũng là nhiều anh chị rất là lo lắng cho con gái của chú Năm, tại vì họ đang đánh vào cái vấn đề là cái giấy tờ cũng như là cái chuyện con nuôi và con ruột. Thì không hiểu là họ trong đầu họ thì bây giờ đang nghĩ về cái vấn đề gì. Thì họ nói là bây giờ á, là nếu như mà con gái của ông Năm mà muốn giành trọn hết tài sản đó, thì con nuôi á là phải tìm được là cái giấy chứng nhận con nuôi hợp pháp, cũng như là cái hồ sơ gốc khai sinh để đối chiếu với sổ bộ. Rồi nếu mà thứ hai là nếu như mà con ruột á, thì phải là mời cô Sáu với chú Bảy đi xét nghiệm ADN để đưa ra là trước ánh sáng rồi đóng dấu của Bộ Y tế luôn. Đứa nào mà cãi là không được, phải bỏ tù đứa đó. Rồi là cái những chuyện là hai cái chuyện là đơn giản thôi, để gọi như là con gái của chú Năm có thể là lấy được cái tài sản đó. Là họ nói như vậy. Thì nói chung á là cái vấn đề ADN thì hiện tại bây giờ là nhiều người cũng đã lên tiếng rồi, mình không lên tiếng tại vì không ai có quyền để bắt con gái của ông Năm để nói về cái vấn đề ADN. Còn để mà nói về cái chuyện mà hồ sơ giấy chứng nhận nuôi con nuôi hay là hồ sơ khai sinh để mà đối chiếu, thì nói chung là họ không biết là họ không hiểu hay là họ cố tình họ không hiểu, thì mình không hiểu không biết được là cái chuyện này. Nhưng mà cái văn bản mà gọi như là công văn của là bên là ủy ban nhân dân Phú Nhuận đã gửi cho tòa án đó, khi mà bà Sáu yêu cầu là trích lục đó, thì bên gọi như là bên ủy ban người ta đã căn cứ trên cái hồ sơ lưu trữ đăng ký nuôi con nuôi tại quan quận Phú Nhuận để thể hiện rồi, là trong đó đã có rồi cái số thứ tự là số 5 đã có trong đây rồi. Nhưng mà cái hồ sơ đăng ký khai nhận con nuôi giữa ông Năm bà con gái của ông Năm không còn lưu trữ tại quận nên không thể cung cấp bản sao theo yêu cầu.
không còn lưu trữ, à, chứ không phải là không có. Người ta không không hiểu được cái câu nó không còn lưu trữ, thì không biết cái lý do khách quan, hữu quan hay chủ quan đó mình không biết. Thì có thể là nhiều năm rồi nó mất, hay sau đó đã không còn lưu trữ, là có thể nó thất lạc, không biết. Nhưng mà lúc đó, lúc trước nó đã có và nó nằm ở đó. Đây là người ta có ghi rất là rõ ràng mà không không chịu đọc. Trong căn cứ hồ sơ lưu trữ đăng ký nuôi con nuôi, đăng ký đúng hạn mà họ không chịu coi, không chịu đọc, không chịu nghe, không chịu nhìn. Rồi bây giờ cứ đòi đòi hoài đó thì cứ đòi. Bên ủy ban người ta nói vậy thì cứ đòi, cứ việc nộp đơn lên, cứ việc mà làm. Thấy trước mắt là dọn đồ ra khỏi nhà rồi đó, dọn một mớ đồ ra khỏi nhà rồi đó, chứ ở đó mà nói nhiều ha, cái bà con là cứ yên tâm để cái vấn đề này, mọi người cứ yên tâm là không cần phải lo lắng về cái sự việc này ha. Thì hôm nay là một cái nhân vật mà gọi như là cánh tay đắc lực của mẹ con bà Sáu là bà Lùng 20K là nghe đâu là ra tòa để làm việc rồi, thì sẽ không có lên bài nữa ha. Còn là tụi này thì nói chung là nó đang đánh vào cái vấn đề cái giấy tờ của cái ông Năm để nó tranh giành tài sản. Thật sự là rất là đáng buồn cho một cái gia đình của mẹ con bà Sáu. Không phải là tài sản của mình nhưng mà vẫn cố chấp để mà gọi như là tranh giành quyết liệt ha. Tranh giành quyết liệt tại vì họ bây giờ đang nhắm vào cái vấn đề con nuôi và con ruột để xem những cái giấy nhận nuôi con nuôi đó. Kết quả của ủy ban quận Phú Nhuận đó, cái trả lời thì cũng đã xác nhận rồi, hồ sơ thì cũng đã có rồi, còn họ muốn cái vấn đề gì thì cứ việc nộp đơn, chỉ thẳng ai đó, ủy ban hay là cá nhân hay tổ chức nào đó thì họ cứ việc làm, họ thư kiện, còn nếu như mà họ sai thì họ phải chịu trách nhiệm, họ thua thì họ phải đóng án phí, vậy thôi, mọi người cứ yên tâm. Mọi người cứ yên tâm đây, pháp luật thì rất là công bằng, không có gọi như là để cái ác lên ngôi đâu ha. Tòa án là cái nơi xử án công bằng rồi, thì mọi người cứ yên tâm, đừng có lo lắng gì cả. Nếu như mà mẹ con bà Sáu mà thắng thì hôm nay đâu có phải đi ra ngoài, đâu có phải là hàng ngày lên tiếng để gọi như là mỉa mai chửi rồi đá xéo con gái của ông Năm làm gì cho nó mệt xác vậy, đúng không? Làm chi cho nó mệt thân vậy đó, chẳng qua là họ làm như vậy cho đỡ quê đỡ nhục, đỡ bị người ta chửi rủa thôi ha, chứ không có thua gì đâu. Cho nên là quý vị cứ yên tâm ha, đừng có lo lắng gì hết. Em nhận được rất là nhiều cuộc gọi rồi, nhưng cũng trấn an cho quý vị. Chúng ta sẽ chờ đợi cái phán quyết của tòa. Quý vị thấy luật sư cũng khẳng định là cái giấy tờ của con gái ông Năm hợp pháp, đúng quy định pháp luật, và kể cả bên văn phòng công chứng, bên là ủy ban họ cũng đã có những cái văn bản để gửi cho tòa rồi ha, để mà củng cố những cái chứng cứ rồi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm chờ ngày phán quyết của tòa thôi. Không còn bao nhiêu lâu nữa đâu, thì em nghe cái thông tin là vào 15 tây tháng 11 thì hình như là thẩm định đất ở Thủ Đức nữa, nghe nói là vậy, không biết có hay không. Thì tới chừng đó nếu mà có thì em sẽ trực tiếp cập nhật thông tin để chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ là chia sẻ cái bài của anh Lê Tính về cái câu chuyện sóng gió gia tộc cười, trích dẫn một clip mới nhất được phát tán trên mạng. Những người từ trước tới giờ không có liên quan tới gia đình người ta, mà người nấy cũng nhào vô trưng cái mặt ra, rồi làm ra vẻ anh hùng chính nghĩa. Đối với những người đó em xin tỏ thái độ cười nha. Câu từ đã được sắp xếp gọn gàng cho cộng đồng mạng dễ hiểu, để trích dẫn đầy đủ, sợ mọi người sẽ cười vì câu từ lộn xộn. Cười vì độc đoán trong suy nghĩ, cười vì sự độc tài khi đưa ra kết luận theo suy nghĩ của mình. Rồi cười dữ chưa em? Cười đã chưa em? Cười kiểu nào vậy em? Em cười có phải vì em vui thật sự hay không? Hay là em đang cười gượng? Đang cố cười để che mắt thiên hạ, để cho mọi người không nhận ra em đang đau buồn và thất vọng. Buồn cho số phận của em không biết tương lai sẽ như thế nào. Buồn cho con đường ca hát của em đang dần bế tắc. Buồn cho tương lai của con em. Và em mà trở nên mù mịt, mà buồn không đủ tư cách tranh giành với con gái của ông Năm.
đâu phải chỉ có em buồn mà lúc này HNL và khán giả ái mộ cậu em cũng đang buồn. Không phải vì buồn em đâu, họ buồn vì hương hồn của cậu em đến nay vẫn chưa siêu thoát. Do những đơn kiện vô lý, không bằng không chứng của mẹ em, do những đoạn clip âm bẩn bựa, những bài viết nhục mạ Hồng Loan, và nhất là những xì ta tút xúc phạm đến giới tính danh dự của cậu em. Khi đọc những dòng trạng thái đó, khi nghe những đoạn ghi âm đó, em có cười được không? Không nha em, kẻ tung clip ghi âm có thể cười vì tự mãn, kẻ viết thuê có thể cười vì làm tròn trách nhiệm, các nick ảo chửi người có thể cười vì đắc thắng, nhưng với em tuyệt đối không được cười. Chẳng những không được cười, mà em cũng không được im lặng. Em không có quyền dửng dưng khi danh dự của cậu mình đang bị chính những người không liên quan tới gia đình em hủy hoại một cách nhẫn tâm. Em không được im lặng bởi vì em đã từng tuyên bố là muốn bảo vệ danh dự cho cậu. Ngay lúc này, cộng đồng mạng muốn em chứng minh những gì em đã từng tuyên bố là sự thật. Thời gian vừa qua, em đã nói rất nhiều. Em đã nói liên tục, bất chấp đúng sai. Nói không cần lý lẽ, nói ngang, nói càng, nói bừa, nói bậy, nói cho hả dạ, nói cho đã cái nết, nói cho hết cái nư. Càng nói càng sai, càng nói càng chứng minh việc cộng đồng mạng lên tiếng bảo vệ cho con của ông Năm là hoàn toàn đúng. Ngày 7 tháng 3, trong đám tang của cậu, em đã nói về thân phận của HNL. Ngày 16 tháng 6, trong buổi họp báo, em đã nói một cách mập mờ về số tiền phúng điếu. Sau đó em nói lên live stream việc sao kê là vô lý, rồi em còn nói lúc cậu còn sống không ai dám đụng đến gia đình em. Và bây giờ cậu mất, tại sao gia đình em lại bị người ta chửi? Tại sao gia đình em lại im lặng để người ta mặc tình xúc phạm danh dự của cậu? Làm sao em có thể cười được trong lúc này khi hình ảnh của cậu đang từng ngày bị một kẻ tâm thần đem ra bêu ríu khắp thiên hạ? Làm sao khán giả ái mộ ông Năm không đau lòng cho được khi những đoạn ghi âm lén được một kẻ đang dùng làm vũ khí để tấn công những anh em đồng nghiệp đã từng gắn bó với cậu em? Người có thể cười trong lúc này chính là cậu của em. Nhưng nụ cười của cậu không phải là nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện. Cậu đang cười nhưng cười trong nước mắt, cười trong đau khổ, cười vì ân hận. Ân hận vì những hy sinh hơn cả nửa đời đã dành cho những người không xứng đáng. Nếu trong lòng thật sự vui thì hãy cười. Nếu cười để thỏa mãn những lo lắng, cười trong sự phập phồng lo sợ, cười để trấn an đồng bọn, chi bằng em đừng cười, trong lòng sẽ thoải mái hơn. Em hãy sống thật với bản thân, hãy chứng minh bằng hành động là em thật sự thương cậu. Hãy dựa vào luật thừa kế đang hiện hành, dựa vào lý lẽ hợp lý, dựa vào bằng chứng giá trị pháp lý để chứng minh việc em chiếm tài sản và thân phận của con ông Năm là hoàn toàn đúng. Nếu làm được những điều này thì em tha hồ cười, cười bằng cái giọng cười của ai đó trong ngày thu gom kho báu. Đúng sai phải trái hay để cho pháp luật và những người có trách nhiệm quyết định. Còn những gì cần nói, những gì cần làm được như vậy, quý cộng đồng mạng sẽ phải mắc cười. Cười mỉa mai, phải chứng kiến những điều chướng tai gai mắt. Thì đó là cái chia sẻ của anh Lê Tính thưa quý vị. Thì nói chung là hiện tại bây giờ cái thân phận của cô cháu gái thì đã xác định rồi là hàng thừa kế thứ ba thứ chót rồi. Cho nên là cô này hiện tại bây giờ là để toàn quyền cho mẹ của mình là tụt lên hàng thừa kế thứ hai. Bà Sít sẽ gọi như là toàn quyền để thưa kiện. Và mới đây thì con gái của bà Sáu thì cũng vừa ngồi ở đó và chia sẻ về cái vấn đề tiền vàng mà khiến cho nhiều người khá là bức xúc. Thì cô này nói là trong cái ngày mà quay cái clip mà gom tiền gom vàng ở trong nhà của ông Năm đi ra, thì nó nói là đó là tài sản của nó, vàng dòng cưới của nó, đó là toàn quyền nó muốn làm gì nó làm, nó gom gì là chuyện của nó, riêng cá nhân nó không ai được quyền nói, không ai được quyền hỏi han hay soi mói. Thì tại sao tôi hỏi tiền vàng nhiều cỡ đó thì nó không làm đám cho cậu nó như những cái gì nó đã nói là nó thương cậu nó thật tình, nó muốn lo lắng cho cậu nó, là một cái đáng hoành tráng cho cậu nó. Tại sao mày không bỏ tiền túi của mày ra mà mày lại đi kêu gọi bà con bỏ một viên gạch xây mộ, mày lại đi mượn tiền của người ta, rồi mày lấy tiền phúng điếu mày đắp vô, chứ mày cũng không có lấy tiền của mày ra một cách nào. Nói chung là mày không có mẻ đồng xu cắt bạc nào. Trong cái đám tang của ổng thì mày thương ông cậu mày dữ chưa, khi ổng chết rồi mà còn phải đi mắc nợ ha.
Tiền vàng mày để nhiều đó để làm cái giống gì mà phải đi xin người ta từng đồng để làm một viên gạch xây mộ, rồi để cho cái con soạn giả nó chửi lên chửi xuống tùm lum tùm la, nói tới nói lui nói xuôi nó ngược vậy à? Tiền nhiều để làm gì? Nói một câu đơn giản vậy thôi, trả lời được thì trả lời, còn không trả lời được thì gọi như là bớt bớt cái miệng lại giùm, để nói cái vấn đề thương cậu. Mày thương chỗ nào, thương dữ chưa? Thì đó là do cộng đồng họ đánh giá à, ở đây mình không bàn tới, mình chỉ nói cái khía cạnh đó thôi. Tiền vàng cả trăm 200 triệu có thể hơn, tại sao không bỏ ra làm đám cho cậu mình mà phải đi kêu gọi đi nhờ người này người kia một viên gạch, là phải nhận ân huệ của người này người kia à? Đó là tình thương nè. Thương về cái gì? Thương là phải cho đi hết tất cả của mình, thà khi giờ mình không có đủ, mình không còn khả năng nữa thì mình mới nhờ tới người khác. Còn đằng này là mình chỉ muốn gom vào, mình không muốn bỏ ra. Tiền vàng mình có mà, thấy không? Sống ở đời á, thà muốn người ta không biết mình đừng có làm, nếu mình làm rồi người ta thấy hết rồi à. Thì hôm nay làm video này thì cũng thông báo cho quý vị nắm bắt cái thông tin để mọi người yên tâm, không có cái vấn đề gì hết ha. Hôm nay thì em cũng chia sẻ đến đây thôi. Thì quý vị và các bạn có xem thì cũng nhớ cho tụi em những cái like và những cái chia sẻ ha cả nhà ha. Thôi thì em cũng xin là kết thúc video ở đây. Em xin chào và bye bye quý vị. Bye bye.